giao lưu với khán giả. Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Hoàng Dôn Trang Trang TV. Tính đến thời điểm này á, là tôi đang quay cái video clip ấy, thì các bác có thể thấy vừa rồi rất là ồn. Bởi vì chị Phương Hằng cùng với cả anh Huỳnh Uy Dũng là vẫn đang livestream dạng như này. Đó. Thế nhưng mà tôi không kiềm được. Tôi không kiềm được các bác ạ. Tôi phải chia sẻ luôn. Bởi vì có mấy cái điều mà tôi chỉ nhìn qua một đoạn này thôi, nhưng có một cái sự ngưỡng mộ nhất định với cả anh Huỳnh Uy Dũng, và có được một cái sự đồng cảm nhất định với cả hai vợ chồng. Tại sao lại tôi phải chia sẻ như thế? Bởi vì cái vấn đề này là cũng rất là khó có thể nói với kênh Trang Trang TV từ thời đầu thành lập đến bây giờ chưa đầy một năm, nhưng mà bây giờ đến lượt khoảng tầm chắc là qua đêm nay hoặc là sáng mai sẽ được 200.000 subscriber. Thì nó không phải là con số lớn, nhưng là con số ý nghĩa. Và để trải qua nó cũng không phải là dễ dàng. Về cái câu chuyện của anh Huỳnh Uy Dũng và chị Phương Hằng, thì tôi có mấy cái nhận xét thế này và cảm nhận thôi. Các bác có thể thấy đúng, các bác có thể thấy sai. Nhưng mà anh chị đã biến cái ngày kỷ niệm cưới của mình trở thành một cái buổi mà chia sẻ chân thành những cái tấm lòng của mình, những cái suy nghĩ của mình, những cái nhận định của mình đối với công chúng. Khi xem đến giờ phút này thì tôi chú ý nhiều đến lời của anh Hùng Uy Dũng, của anh Dũng Lò Vôi á. Thì tôi thấy nhiều cảm nhận. Thứ nhất là anh là người quá hiểu về truyền thông, quá hiểu về marketing, quá hiểu về tâm lý của con người. Ngày trước nhiều bác vẫn comment ở trên kênh Trang Trang TV á, là tại sao lại phải giật tít một cách nó như kiểu đó, tại sao mà lại phải có một cái gì đó nó hơi phản cảm ở cái tiêu đề hay là cái hình thumbnail. Nhưng chia sẻ với các bác, với những người làm truyền thông, với những người như bọn tôi á, thì hiểu rằng nó sẽ có một cái tiến trình, như là từng cái process một. Nếu như anh không click vào đó thì làm sao anh nghe được nội dung? Thế nếu anh nghe một cái tựa đề rất là bình thường thì làm sao anh cảm nhận được cái nội dung ở trong đó? Tựa đề bình thường anh có click vào đâu, anh có chạm vào đâu, anh có nghe đâu? Thế cho nên ấy, bước số 1 bao giờ cũng là gì ạ? Cũng là muốn mọi người là phải xem cái video clip của mình. Bởi vì chỉ có xem video clip của mình thôi thì mình mới có cơ hội để mà giải bày. Còn nếu như họ không nghe mình, không thấy mình, thì làm sao họ cảm nhận được những cái gì mà mình nói, những cái gì mà mình chia sẻ. Có khoảng từ hồi thành lập kênh đến giờ, cái số lượng rất ít. Những người ủng hộ tôi về cái tiêu đề đó chỉ rơi vào cỡ tầm khoảng chưa đến 50 người. Thật sự các bác là như thế. Bởi vì họ hiểu rằng họ là người trong nghề, và họ hiểu rằng là đây là một cái cách để mà xây dựng cái cộng đồng, đây là cái cách để mà xây dựng cái tiếng nói, đây là một cái cách để mà truyền tải, chứ không phải là đây là một cái cách để mà nói kia. Còn rõ ràng mình nói gì, mình chia sẻ gì, thì cái quá trình dẫn dắt nó là cả một kế hoạch, nó là cả một cái tiến trình, và nó có cả một cái chiến lược rộng lớn của nó nữa, chứ không phải đơn giản. Thông qua câu của anh Hùng Uy Dũng đấy, anh nói rất hay, và tôi cũng là chia sẻ với các bác cũng cái câu chuyện y chang như anh Hùng Uy Dũng đã chia sẻ. Các bác nào lục lại kênh có sẽ thấy rằng tôi luôn ví dụ rằng ở chợ có hai người đàn bà này cãi người đàn bà kia cãi lại, thì mới nói nếu chỉ có một người nói thì người bình thường người ta sẽ đi qua, người ta ngó một tí nhưng không thấy cái gì hay ho cả, người ta đi tiếp, người ta không để ý trong đó. Nhưng nếu hai người đàn bà mà bắt đầu cãi nhau thì lúc này người ta mới súng đông súng đỏ lại để người ta nghe. Bắt những người ghét mình cũng phải nghe nữa, thì đó là cái điều mà thỉnh thoảng tôi cũng có những cái tiêu đề để mà phải bắt những cái đối tượng chống đối, bắt những cái đối tượng mà có suy nghĩ khác phải vào nghe kênh của mình. Bởi vì biết đâu 1.000 người, 100.000 người vào nghe kênh của mình thì bình thường họ đang có cái tư tưởng chống đối Việt Nam, có tư tưởng bạo động ở Việt Nam, thì họ nghe được một vài clip thì lập tức là nghĩa là họ sẽ có một cái quá trình để mà họ thay đổi. Mình không kỳ vọng được toàn bộ cái số đó, nhưng mà chỉ cần một vài người thôi thì đã là quý lắm rồi.
Đó. Và đó cũng là một cái nghiệp tốt mà mình có thể tạo ra được. Và báo cáo với các bác rằng là kênh của tôi cũng có thể nói rằng là như anh Huỳnh Ý Dũng nói là độ hóa được rất nhiều. Không phải vì chị Phương Hằng này mà là từ những video clip từ ngày xưa. Nhiều người từ gọi là CCCD á, nghĩa là chống cộng cực đoan á, thì họ dần dần họ có một cái suy nghĩ khác. Họ nhìn ra được những cái điểm sáng, họ nhìn ra được cái niềm tin của thể chế, của đất nước. Và họ bắt đầu có những cái suy nghĩ. Và đặc biệt những người mà lợi dụng, ngay cả mình nói ngược lại, những người mà lợi dụng vào những cái điều mà bình thường để mà họ cho rằng là họ có quyền, thì lúc này họ cũng bắt đầu e dè và sợ tôi phanh phui ra những cái sự thật. Bởi vì họ chính là giặc nội xâm mà. Nhưng họ sợ lắm. Họ bằng mọi cách để mà chống phá tôi, chống phá mọi người. Bởi vì những bằng chứng tôi đưa ra rất là xác thực. Thế nhưng mà họ không thích cái điều đó. Đó. Họ không dám nói một tiếng nói công khai, nhưng họ không thích cái điều đó. Và đây là cả một cái quá trình. Đấy là cái điều mà tôi rất thích khi anh Huỳnh Ý Dũng nói, và tôi đồng cảm với cái điều đó. Một cái người làm truyền thông và chị Phương Hằng, và giống như anh ấy nói rằng là chị diễn để cho mọi người thấy, để cho mọi người thu hút, thì lúc đó mới có cái cơ hội để mà chúng ta thấy ngày hôm nay những anh như Hoài Linh, những anh như Trấn Thành, hay cả Thủy Tiên nữa, những anh như Đức Hải cực kỳ tầm lợm, Đàm Vĩnh Hưng thì không còn gì để nói rồi, rồi những diễn viên Xuân Nghị, rồi những Phi Nhung, rồi tôi còn những người mà chuyên bán hàng ra hàng giả như là anh Bảo Lâm, Bảo Liếc, đúng không? Rồi kể cả những diễn viên Bảo Thanh, Ngọc Trinh chuyên livestream bán hàng của bà Trùm Kem Trộn thì đều bị lật mặt ra. Và mọi người đồng cảm với tôi cái điều đó cũng là nhờ công của anh chị đó. Trên đời này chẳng có cái gì mà tuyệt đối hóa và chẳng có cái gì mà ấy cả. Nhưng mà cái câu chuyện của chị Phương Hằng, cái câu chuyện mà chị Phương Hằng livestream ấy, cái câu chuyện anh Dũng là vôi nói, với cả câu chuyện của anh Hoàng Dôn là tôi đây, và rất nhiều anh chị khác nữa, những nhà báo chân chính nữa, thì có một cái đặc điểm chung á, đó là rất muốn khai dân trí. Thật sự các bác là như thế, khai dân trí. Bởi vì dân mình nhiều khi vẫn còn rất u muội, dân mình vẫn còn nhiều khi rất mê tín. Nếu như bằng một cái logic thông thường á, đó là ví dụ như nếu anh Võ Hoàng Yên mà anh ấy chữa được cái bệnh câm, bệnh điếc rồi nọ kia, anh hoàn toàn đến một cái trường người ta có hẳn mấy nghìn học sinh đang bị câm bị điếc ở đó, anh đến đấy mà anh chữa vài người khỏi thì là tuyệt vời. Nhưng mà tất cả mọi thứ của anh ấy đều được dàn dựng một cách kỹ càng, kỹ lưỡng. Và nếu như mình không cẩn thận thì dễ bị mắc lừa. Nhưng nếu suy nghĩ một cách đơn giản như thế thì chúng ta có thể thấy rằng là trên đời này chẳng có thần y, chẳng có gì cả. Đó. Tất cả mọi thứ thì đều phải từ nhân quả tạo nghiệp mà ra. Đến như Đức Phật cũng bị bệnh mà mất mà. Nhưng mà Đức Phật là người khai sinh ra Phật giáo đó, còn bị bệnh mà mất thì ai tránh được luật nhân quả. Tôi còn ra rất nhiều lần mà các bác mắng tôi, có nhiều bác mắng tôi ghê gớm lắm. Nào là thằng này khẩu nghiệp nọ kia. Nhưng mà có một cái đôi điều như thế này để mà chia sẻ với các bác về tôn giáo hay tín ngưỡng. Tôi chỉ nói ví dụ nhiều bác bảo rằng là độ điếc độ kia, thế tại sao mà Đức Phật vẫn bị bệnh mà mất? Đấy là việc thứ nhất để chúng ta có thể suy nghĩ, đúng không? Cái thứ hai nữa, chúng ta có thể thấy rằng là có giải nghiệp hay chuyển nghiệp được không? Làm gì có. Tôi đã khẳng định cái này không bao giờ có. Chúng ta chỉ có thể sám hối. Chúng ta đã gây ra lỗi lầm rồi thì cái việc đấy là việc đã xảy ra rồi, thì chúng ta chỉ có thể sám hối điều đó mà thôi. Chúng ta chân thành xin lỗi, chúng ta hứa rằng không bao giờ lặp lại nữa. Chúng ta cố gắng hết sức mình bằng cái cách đó. Chứ còn lỗi nào thì phải nhận hết. Mà cố gắng nhận càng sớm càng tốt. Cái mong cầu đó, để nhận càng sớm càng tốt thì là càng tốt, càng tuyệt vời. Chứ còn làm gì có chuyển nghiệp hay giải nghiệp, dâng sao giải hạn, làm gì có. Báo cáo với các bác như thế. Cho nên cái câu chuyện đấy là cái câu chuyện mà chúng ta quá là mê tín, hay là lác đác vài nơi, vài chủ đề. Tôi cũng đã chia sẻ với nhiều bác ở trên này rồi. Riêng cái câu chuyện đó tôi phải nói không biết bao nhiêu lần. Đó là trên các đền chùa Phật giáo, Phật tử. Cái chùa là mọi người đến đấy để thanh tịnh. Chúng ta cầu an thôi. Cái cầu đã là một cái đức tính tham rồi, là một phần của tham rồi.
Bởi vì an hay không là ở trong lòng của chúng ta, tự chúng ta thắp lên ngọn nến bằng giáo pháp của Đạo Phật, và chúng ta tự thắp lên cái điều đó, tự soi sáng chúng ta vào cái đó bằng cách diệt trừ tham sân si, thì lúc đó chúng ta mới có được cái sự bình an. Còn nếu không thì chúng ta sẽ không có được sự bình an, mặc dù chúng ta có lễ bằng rời đi chăng nữa. Và đặc biệt rằng là tôi lên rất, trong quá trình hơn 20 năm tôi đi đến nhiều chùa, mà thậm chí người ta còn mang cả một con gà luộc, người ta còn mang cả một cái thủ lợn đến để dâng cho Đức Phật, thì tôi không hiểu rằng những người đó suy nghĩ gì. Rồi sau này khi tìm hiểu về Đạo Phật thì tôi với mấy dịp ngày lễ tôi lên, tôi hỏi các bà các cô, thậm chí những bà vãi hàng một năm thì phải đến hàng 3-4 tháng ở chùa để công quả, thì tôi hỏi, nhưng mà họ vẫn không hề biết gì về tứ diệu đế, họ cũng không biết gì về bát chánh đạo, họ không biết gì cả đó. Thế cho nên ấy, cái câu chuyện về tôn giáo tín ngưỡng của chúng ta là một phần dân trí của chúng ta vẫn còn rất thấp, dân trí của chúng ta vẫn còn chưa phân biệt được. Và nhờ những cái sự kiện này, những sự kiện như anh chị Phương Hằng tạo nên một cái khởi đầu, nó cái nhân duyên hội tụ tạo lên được, thì lúc đó chúng ta mới nhìn nhận ra được rất nhiều cái thứ ở trong đấy. Và đó mới là cái điều rằng là vĩ đại và điều tốt số 1 mà anh chị đã làm. Đó là về tôn giáo, tín ngưỡng, mê tín dị đoan là chúng ta phải phòng ngừa. Chúng ta tôn thờ Phật giáo, chúng ta tôn thờ Công giáo hay bất kỳ mái đó, chúng ta tôn trọng nhau. Bởi vì tất cả các tôn giáo tôi tìm hiểu thì đều mang cái tính hướng thiện, đều mang cái rằng dạy cho chúng ta một cách tốt hơn. Một người bạn Công giáo cũng nói với tôi rằng là người Công giáo người ta còn dạy rằng là phải yêu thương chính kẻ thù của mình. Thì tôi mới biết cái câu đấy là của bên Công giáo, chứ không phải là câu ở đâu cả. Đó. Thế cho nên ý, bất kỳ một tôn giáo nào thì họ đều dạy cách yêu thương, chứ đâu người ta dạy cách sân si đâu. Người ta có dạy một cách gì đó đâu. Ngay cả Hồi giáo cũng thế, người ta cũng dạy cách yêu thương một cách chẳng là phải cố gắng trích ra bao nhiêu phần trăm thu nhập trong một năm để đi làm từ thiện. Đấy là Hồi giáo đó. Chân lý thì chỉ có một thôi, nhưng mà cái góc độ nhìn có thể khác nhau. Cho nên nhưng mà cũng đều hướng tới cái điều chân lý đó. Và tôi thấy rằng là đấy là có điểm chung của tất cả các tôn giáo khi mà tôi tìm hiểu, tôi theo dõi. Và chúng ta cũng thử suy nghĩ lại cái đó. Đó. Bàn thờ tổ tiên, tất cả mọi thứ không phải là chúng ta là mê tín dị đoan hay gì đó, mà đó là chúng ta tưởng nhớ lại, chúng ta ghi nhớ lại những cái lời dạy của những bậc đi trước, những tổ tiên của chúng ta, những ông bà cha mẹ của chúng ta. Đó là cái thảo, cái tấm lòng thành kính của chúng ta. Cái đó là đạo đức nền tảng văn hóa dân tộc. Thế nhưng các bác có thể thấy rằng là vừa rồi tại sao tôi phải làm nhiều về văn hóa thế? Tôi bỏ bẫng cái mảng chính trị, mặc dù là đó cũng là một trong những cái thành quả hôm nay là bắt tới hai chủ tịch của Khánh Hòa, mà tôi không làm video clip nào cả. Mà tôi nhắc lại cái việc của Khánh Hòa từ rất là lâu rồi. Các bác nào mà ở trên ba kênh Trang Trang TV của tôi ngày trước thì đều thấy rằng tôi nhắc về Khánh Hòa phải tầm cỡ 30 view clip. Và hôm nay thì bắt đầu có hiệu quả. Và đợt tới các bác sẽ thấy rằng là còn nhiều người nữa, chứ không phải chỉ những anh chị này. Thế nhưng họ nhân nào, gieo nhân nào thì gặt quả đấy thôi. Không tránh được, mặc dù họ có thể đi tu chùa, tu đền, cái điều khác nhau. Ngay cả, tôi nói thật với các bác rằng, ngay cả bí thư của Vĩnh Phúc với con gái là Trần Huyền Trang ấy, cũng đi đền chùa suốt ngày. Thế nhưng nếu đi đền chùa thì phải học Đức Phật chứ. Tại sao lại đưa con gái của mình lên làm phó giám đốc sở? Để mà đưa lên làm như thế thì đồng nghĩa rằng là tước đi quyền lợi của những người xứng đáng hơn cô Trần Huyền Trang đấy. Đó là cái điều mà các bác có thể suy nghĩ. Nếu người ta lên thực sự, người ta lên chùa, người ta thực sự hiểu được những cái giáo pháp, những cái điều mà Đức Phật căn dặn, thì người ta sẽ khác hơn rất là nhiều. Còn câu chuyện mê tín dị đoan, câu chuyện văn hóa showbiz, rồi từ đây vỡ ra để từng đấy lớp mặt nạ rơi xuống, là cái cơ hội để cải cách. Và cũng giống như là anh Huỳnh Huy Dũng với cả là chị Phương Hằng cũng đã chia sẻ đấy. Tôi chia sẻ cách đây mấy ngày rồi, khi mà cái văn bản đó mới nhất của văn hóa ra, để thấy rằng quá trình này không hề dễ dàng. Các bậc lãnh đạo khi nghe thấy được rồi á, thì họ sẽ biết cách xử lý của họ. Tôi nghĩ rằng đợt tới còn nhiều cái mạnh hơn nữa, kinh khủng hơn nữa, để mà
tháo bỏ toàn bộ những cái gì bất hợp lý, những cái gì mà của cái tầng lớp nó gọi là showbiz, nó tầng lớp của những người ta gọi rằng ai đời một rapper nổi tiếng, trưởng giám khảo của một cuộc thi rap mà lại có những bài hát, viết những bài hát mà cổ suý dùng gì ạ? Dùng cần sa. Ai đời một giám khảo cũng cuộc thi hát đó, một giám khảo khác viết những lời lẽ của bài hát thô tục, nào là mông mẩy thật là mẩy, ngực thì tưng 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 cái thứ kia, phỉ báng cái cơ thể người phụ nữ đó, những lời lẽ gọi rằng là thúc đẩy một cái thói ăn chơi sa đọa, người phụ nữ chỉ có cần khó những cái thứ đó thôi là sống hết, là tiền anh em cứ quẹt, là tiền anh của em cứ quẹt, việc của em là chỉ có mẩy 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 là cái mông, kinh khủng, thô bỉ, thô tởm, tẩm lợn. Thế cho nên tại sao là Đen Vâu, một nhạc cũng là một rap nhưng nó lại rất khác. Anh bạn Đen Vâu lại rất khác. Những bài Trốn Tìm, những bài thật là chiêu 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 gì đấy, rồi những bài 2 triệu năm, những bài này người ta gieo những vần thơ, người ta gieo những con chữ, người ta gieo những ý tứ, người ta gieo cái tính triết học vào trong cái đó. Rap mà đó, nó gọi là một poem đấy, đó là cái giai điệu của những bức thư đó, đọc trong bài thơ Rist poem gì phải, tôi nhớ không nhầm đó. Thì đấy là cái mà của nhạc rap. Thế nhưng ấy, trong quá trình khi ra thị trường thì bao giờ có tính hai mặt của nó, nhưng chúng ta chỉ nhìn qua thôi thì chúng ta có thể phân biệt được rằng là đó là cái giá trị mà anh chị Phương Hằng, đó là những cái giá trị mà người Việt Nam nắm được ở đó. Và chúng ta cũng thấy rằng là đất nước hay con người bắt buộc phải trải qua cái giai đoạn này, và phải trải qua cái nó gọi rằng là qua cái nghiệp này. Chúng ta giải được lúc nào hay lúc đó thì đó là cái điều tích cực. Và những nghệ sĩ, những người chúng ta dần dần sẽ phải hạ xuống. Xưa nay tôi cũng nói rất nhiều về nghệ sĩ rồi, từ trước giờ chẳng ai nghe. Bởi vì lời nói của tôi đâu có tiếng đâu, tôi không mà giật tít, tôi không có cái cách để mọi người nhiều người nghe thì làm sao mà nó có hiệu quả được, đúng không các bác? Đó, cho tôi mong muốn mọi người like hay mọi người share hay mọi người đăng ký kênh của tôi là vì cái điều đó. Tiếng nói thì cần phải có nhiều người nghe, lan tỏa ra. Đặc biệt rằng là nếu như mà các bác thấy rằng là tôi nói đúng đó, chứ không phải là những cái nghệ sĩ kịch cưỡng như kia. Ngay cả việc nghệ sĩ ưu tú cũng thế, phong tràn lan, nghệ sĩ nhân dân thấy phong tràn lan, nhiều người còn không biết rằng là họ đã có những thành quả gì. Có phải là không ai nói đâu, người ta nói rất nhiều. Ngay cả chính trong giới nghệ sĩ người ta cũng nói như thế. Cái ông này có, tôi có biết ông ấy là ai đâu, ông ấy làm cái gì đâu mà ông được nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú. Đó, cho nên ấy, tháo bỏ lớp mặt nạ xuống, chúng ta thấy được chân tướng của sự việc, chúng ta thấy được cái sự thật. Và chỉ có cái sự thật đó chúng ta nhìn thẳng vào, chấp nhận nó thì chúng ta mới có thể có được con đường để mà đi tìm cái chân lý, tìm đến cái mà như là anh chị Dũng Hằng gọi rằng là cái chân thiện mỹ. Thì đấy là cái mà xin chào, mà tôi rất là mong muốn các bác và mọi người sẽ có một cái ủng hộ với những cái điều mà chúng tôi đang làm. Bởi vì chúng tôi không có làm vì chúng tôi, chúng tôi làm vì nhiều cái thứ khác nữa. Ít nhất có thể là nhỏ nhoi, có thể không đạt hiệu quả, nhưng mà dù gì nó cũng sẽ có được một cái hiệu quả ở trong một cái nhóm nhất định. Và chỉ cần một vài người chúng ta cùng có tiếng nói như vậy để tẩy chay những cái mặt trái của showbiz, những cái mặt trái của kinh tế thị trường, những cái mặt trái về ảnh hưởng xã hội, thì chúng ta sẽ có được thành công thôi. Cho nên tôi rất mong muốn rằng là quý vị hãy ủng hộ anh chị Phương Dũng Lò Vôi với chị Phương Hằng và nhiều người khác nữa, chứ không chỉ là một mình tôi đó. Và chúng ta hãy thử xem là những nghệ sĩ kia họ đã như thế nào, và hãy nhìn vào cả cái quá trình của họ, chứ không chỉ nhìn vào ngày hôm nay, đúng không các bác? Đó, tôi đều chia sẻ như vậy. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Hình như là anh chị Phương Hằng là anh chị ấy cũng kết thúc rồi thì phải. Và đó, cảm ơn tất cả mọi người nha. Tôi sẽ có nhiều cái clip khác bình luận về cái buổi live stream ngày hôm nay. Nhưng ít nhất rằng những cái buổi live stream bình thường của những ngày cưới ấy, hay những cái buổi như là ngày kỷ niệm cưới này, nghe tập trung vào nhân vật chính và những tình yêu hay vì cái nọ kia. Nhưng đây các bác có thể thấy tổng thể lại
cả buổi livestream đấy thì anh nói về cộng đồng, anh nói về văn hóa, anh nói về khát khao gìn giữ những cái truyền thống của dân tộc, khát khao nhìn cái giá trị bền vững đó. Thì tôi tin rằng với một người có cái nhân cách như thế thì người ta sẽ làm được thôi. Cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi tối tốt lành.